Hi, xin chào tất cả các nhà đầu tư, và tôi tin chắc rằng khi đầu tư trái phiếu tại Techcom Security hay bất kỳ công ty chứng khoán nào khác thì nhà đầu tư sẽ luôn băn khoăn về cái lãi suất mà đầu tư. Lãi suất này thì thông thường được công ty chứng khoán họ tính cho các bạn, họ chia sẻ cho các bạn ở trên cái màn hình đó. Thì ở tại Techcom Security cũng như vậy. Thế thì lãi suất đó có phù hợp hay không? Có chính xác hay không và tính toán như thế nào đó, thì tôi đã làm một cái bảng tính để review lại, tính lại cái lãi suất này, và tôi hy vọng là các bạn sẽ dễ hình dung với nó, là để hiểu rằng là Techcom Security họ tính như thế nào, có chính xác hay không các bạn nhé. Là chúng ta hãy vào cái video mà tôi trình bày ở file Excel sau. Chào mừng các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Tiền của tôi Official vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, bạn vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi. Sẽ có rất nhiều các bài học mới nhất ở đây các bạn có thể học các bạn nha. Để đăng ký và nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube Tiền của tôi, bạn ấn vào đăng ký và ấn vào nút chuông các bạn nha. Xin chào các bạn thân mến, cái sản phẩm hôm nay mà mình sẽ chia sẻ với các bạn để tính toán lại sẽ lãi suất, đó là dòng tiền định sẵn. Đây các bạn đã nhìn thấy rất là nhiều cái lãi suất này. Thế thì cái trái phiếu mà mình sẽ chọn đó chính là trái phiếu SGP. Lãi suất theo dòng tiền định sẵn đang là 6.81% và đã tái đầu tư. Vậy thì cách tính như thế này nó có phù hợp hay không? Đó, và nó chính xác không? Mình sẽ tính lại cho bạn xem. Trước khi xem cái file Excel ấy thì mình sẽ chia sẻ với các bạn rõ hơn cái cách tính lãi suất thực nhận trái phiếu. Các cái tham số mà chúng ta cần chuẩn bị đó chính là lãi coupon này, lãi suất tham chiếu trái tức này. Đấy, tức là cái lãi suất bình quân của các ngân hàng đó. Lãi suất tham chiếu tính lãi tái đầu tư này, tổng giá trị đầu tư ban đầu, phí giao dịch và thuế thu nhập cá nhân. Thế thì công thức tính sẽ như thế nào? Lợi nhuận sẽ bằng tổng giá trị bán trái phiếu nhận về cộng với lãi coupon, trừ đi phí giao dịch, trừ đi thuế thu nhập cá nhân và trừ đi tổng số tiền đầu tư ban đầu. Và tổng số tiền đầu tư thì sẽ bằng giá mua trái phiếu nhân với cả số lượng trái phiếu, và lãi suất trái phiếu trên năm thì sẽ bằng lợi nhuận nhân với 365 ngày chia cho tổng số tiền đầu tư nhân với cả số ngày đầu tư thực tế. Và mình đã tính chi tiết ở cái file Excel này thì mình sẽ minh họa cho các bạn xem dựa trên cái công thức mình tính và các cái tham số mà mình đã tổng hợp đây. Bây giờ mình sẽ đặt mua này. Đây các bạn nhìn thấy nha. Đó. Đây là bảng tính dòng tiền này, các bạn nhìn thấy dòng tiền không? Đấy. Dòng tiền trái tức đây. Hai kỳ. Lãi suất chưa tái đầu tư là 6.67% trên năm. Và đây là cái bảng Excel mình đã tính này. Đây. Trái phiếu iBond Brick này, SGP. Đó. Ngày phát hành là ngày mùng 4 tháng 11 năm 2019 và ngày kết thúc là mùng 4 tháng 11 năm 2021. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Các bạn muốn xem thì các bạn vào đây xem thêm. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ngày phát hành này, mùng 4 tháng 11 năm 2019, ngày đáo hạn là mùng 4 tháng 11 năm 2021. Đó. Mệnh giá là 100.000 các bạn nhé. Đấy. Thì mình cũng đã ghi rất là đầy đủ vào đây. Mệnh giá là 100.000 đây. Tiếp theo đến một cái số rất là quan trọng, đó chính là cái lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu để tính coupon và cái lãi suất tham chiếu để tính tái đầu tư coupon. Đó. Thì mình xem cái đấy đâu. Đúng không ạ? Đây các bạn nhìn thế này. Đó, họ có nốt rất rõ này. Lãi suất tham chiếu để tính coupon nó chính là 6,125% và lãi suất tham chiếu để tính lãi tái đầu tư là 5.8%. Đấy, thế thì mình tính vào đây. Chưa, các bạn nhìn thấy không? 6.125% và 5.8%. Khối lượng đăng ký mua mình sẽ nhập vào đơn giá mua
phí giao dịch sẽ là 0.15%. Các bạn sẽ xem ở cái màn hình đặt này. Đây là số lượng giao dịch mình đặt, ví dụ nhé, mình đặt 10. Mình đặt 10 trái phiếu là số lượng mua tối thiểu. Và tổng giá nó sẽ là 1 triệu là 029.141 đồng. Đó. Thì mình lấy sẽ giá là 102.914 đồng. Tất nhiên nó có những cái số lẻ đằng sau. Bởi vì đây là cái giá bán mà do Techcom Security họ bán cho nhà đầu tư. Đó, thì cái công thức tính giá bán như nào thì mình cũng không hiểu rõ chi tiết. Tuy nhiên thì mình cứ lấy cái số tròn trăm thôi. Mình cứ sẽ không lấy số phẩy. Và mình nhân lên. Đó, đây các bạn có thể nhìn thấy. Đúng không ạ? 102.914 đồng. Đó. Và cái phí giao dịch thì nó sẽ bằng tổng của giá trị đầu tư nhân với cả 0.15%. Và cái tổng giá trị đầu tư ban đầu đó thì không tính theo cái phí giao dịch. Và mình sẽ có được cái tổng giá trị đầu tư bao gồm phí này. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Tổng giá trị đầu tư bao gồm phí giao dịch sẽ là 1.030.684 đồng. Ok. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tính lại xem cái lãi 6.67 của Techcom Security họ tính như thế nào và có đúng không, đúng không ạ? Đó. Đây. Mình đã tính rất rõ cái ngày nhận coupon này, mình tính lại coupon nhé, tính lại coupon xem có chính xác không. Đấy, các bạn để ý này, cái ngày thanh toán là mùng 4 tháng 5 năm 2021 và ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021. Thế thì ngày bắt đầu tính lãi sẽ là ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020 đến ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021. Tổng số ngày là bao nhiêu? 181 ngày. Lãi suất tham chiếu là 6.125%. Biên độ là 3.65%. À, cái biên độ này thì sẽ dựa trên cơ sở nào đúng không ạ? Đây, mình cho các bạn xem biên độ này. Đây. Biên độ chính là cái này. Khi các bạn xem cái bản công bố về trái phiếu ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái lãi suất của trái phiếu sẽ được tính như thế nào. Cái kỳ đầu tiên thì sẽ là 10.5%. Còn các kỳ tiếp theo thì sẽ bằng tổng của 3.65% cộng với lãi suất tham chiếu. Đó. Và cái lãi suất tham chiếu thì lại bằng trung bình cộng của các ngân hàng BIDV, ngoại thương, công thương và kỹ thương của cái kỳ hạn 12 tháng tiết kiệm trả lãi sau. Thì vào mỗi cái đầu kỳ thì họ sẽ tính cái trung bình cộng này. Tuy nhiên thì cái lãi suất tham chiếu ở đây thì chỉ là ở cái giả định nha các bạn ạ. Tức là đây là lãi suất giả định để tính nhá, chứ không phải là con số chính xác tại cái thời điểm mà mình mua là ngày 30 tháng 11 bây giờ này. Thì lãi suất tham chiếu giả định là 6.125%. Đó, để mà tính thôi. Thì các bạn sẽ ra được con số là trái tức thực nhận sau thuế thu nhập cá nhân. Ở đây mình phải tính theo sau thuế thu nhập cá nhân, tức là mình nhân với cả 0.95% này các bạn này. Đó. Bạn sẽ lấy cái số tiền mệnh giá đầu tư. Đó. Nhân với cả lãi suất, nhân với cả số ngày tính lãi và chia cho 365 ngày thì sẽ ra được cái trái tức là 46.049 đồng. Đó. Nó bị lệch. Lệch một chút. Đây các bạn, mình sẽ copy cái số của Techcom này. Lệch một chút thôi. Số rất là nhỏ. Techcom họ tính là 46.049 đồng. Thì họ làm tròn thôi, tròn theo số phần nguyên thôi. Đó. Và cái trái tức của kỳ thứ hai cũng tương tự. Đấy, họ làm tròn theo số phần nguyên. Thì về cơ bản là số về tính về coupon nó cũng không lệch nhiều và mình thấy là khá trùng khớp so với hợp đồng. Thì đấy là cái cách tính cơ bản để các bạn có thể xem được là cái coupon của mình tính so với cả coupon của Techcom Security tính có chính xác hay không. Nó có lệch một chút, không vấn đề gì đúng không ạ? Tiếp theo bây giờ mình sẽ tính đến phần tái đầu tư trái tức nhá. Thì cái trái phiếu này thì chỉ có được một lần tái đầu tư thôi. Đó. Thì cái kỳ là ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021 đây này,
là mình sẽ nhận và mình sẽ tái đầu tư nó đến mùng 4 tháng 11 năm 2021. Tổng số ngày là 184 ngày và cái lãi suất tái đầu tư là 5.8%. Và tổng lãi tái đầu tư sẽ là 1.346,42 đồng, đúng không ạ? Cái số tiền tái đầu tư thì các bạn có thể nhìn thấy đây đúng không ạ? Chính là cái số này bằng cái số mà mình nhận cái trái tức lần đầu ấy. Nhận ra cái số này. Thế thì bây giờ nhá, mình sẽ tính lại xem là cái số tiền mà lãi thực tế là mình đầu tư là bao nhiêu nhá. Số tiền đầu tư ban đầu là 1.029.140 đồng. Số tiền này là không bao gồm phí nhá, các bạn lưu ý là không bao gồm phí, không bao gồm phí giao dịch. Đó. Ngày bắt đầu tính lãi sẽ là ngày mình mua là ngày 30 tháng 11 năm 2020. Và ngày kết thúc tính lãi đây là ngày 4 tháng 11 năm 2021. Đó, cũng chính là cái ngày đáo hạn của trái phiếu. Lãi suất cam kết của Techcom Security là 6.67. Tí mình sẽ tính lại cho bạn xem. Số ngày tính lãi sẽ là 339 ngày. Thì bạn cứ lấy cái ngày bán này, chính là ngày kết thúc này, trừ đi cái ngày mua thôi là sẽ ra 339 ngày. Tổng số tiền mà khách hàng nhận về, đây chính là tổng số tiền khách hàng nhận về đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Tổng số tiền khách hàng nhận về đây 1.092.862 đồng. Đây là tổng số tiền mà nhận về. Đây bạn nhận hai lần trái tức đúng không? Đấy. Đó. Thì bây giờ bạn phải tính cái lãi mà mình nhận về thực tế là bao nhiêu. Thì bạn lấy cái số tiền tổng nhận về này, bạn trừ đi số tiền đầu tư ban đầu này, nó sẽ ra được cái số lãi nhận về. Đó, mình tính đấy. Đấy chính sẽ bằng là cái này này. Đó, trừ đi cái số tiền đầu tư ban đầu này. Đó, là 63.000. Và bạn lấy cái số tiền này, bạn nhân với cả 365 và bạn chia cho 339 ngày thì bạn sẽ ra cái lãi suất trừ lãi đầu tư là bao nhiêu. Rất là dễ. Thì nó ra 6.667% đúng không? Thì bạn nhìn của Techcom nó là bao nhiêu? 6.67 đúng không ạ? Thì họ làm tròn thôi. Họ làm tròn thì 6.67, thì mình làm tròn thì nó cũng sẽ ra 6.67 thôi. Đây mình làm tròn cho các bạn. Đúng không? 6.67%. Ok. Cũng khá sát rồi đúng không ạ? Cũng khá sát so với Techcom Security rồi. Bây giờ mình sẽ tính cái lãi suất tái đầu tư đi, đúng không? Lãi suất đầu tư. Lãi suất tái đầu tư sẽ như thế nào? Thì nó đơn giản thôi. Thì nó sẽ bằng làm bằng tổng số tiền mình nhận về gồm lãi tái đầu tư trừ đi số tiền đầu tư ban đầu, đúng không? Đó, và mình nhân với 365 và mình chia cho cái tổng số ngày mình đã đầu tư thực tế. Đấy, phải chia cho cái số tiền đầu tư ban đầu nữa. 6.81%. Đây bạn kiểm tra lại nhá, của Techcom nhá. Nếu mà đã tái đầu tư này. Đấy, đúng 6.81%. Ok. Cũng khá là chính xác rồi đúng không các bạn? Có một điểm các bạn hết sức lưu ý nhá. Ở cái sản phẩm mà SGP này thì mình đã không tính cái phí giao dịch và thuế thu nhập cá nhân, do là cái trái phiếu này cái ngày bán với cái ngày đáo hạn là trùng nhau. Tuy nhiên ở trong các cái trường hợp khác thì các bạn tính lợi nhuận ấy phải tính bao gồm cả cái phí giao dịch và thuế thu nhập cá nhân vào các bạn nhá. Thì ở đây có một cái điểm mà lưu ý với các bạn là các bạn phải để ý này, cái số tiền đầu tư ban đầu này. Đấy. Thực tế ra số tiền bạn đầu tư ban đầu đó, nó phải bao gồm phí giao dịch thì nó mới đúng. Phải chính xác hơn, tức là nó chính xác hơn, tức là để tính hiệu quả thực tế của các bạn ấy. Thì mình đã tính được ra là cái số tiền lãi nhận ấy, mà bao gồm phí này, đó thì nó chỉ là 6.495% thôi. Đó. Hay là ngắn gọn hơn là 6.5%. Đây là lãi mà lãi thực nhận là chưa tái đầu tư đấy. Nếu mà tái đầu tư thì sao? Đấy. Lãi suất thực nhận nhưng phải gồm cả phí giao dịch nhá. Để mình tính cho nó chính xác cho các bạn. Đó. Thì sẽ bằng như thế nào? Đúng không? Thì nó sẽ chính bằng cái tổng số tiền này này
tổng số tiền bằng nhận về này đấy, mình trừ đi tổng số tiền đầu tư ban đầu bao gồm phí này, chia cho tổng số tiền đầu tư ban đầu gồm phí này, mình nhân với cả 365, chia cho cái số ngày đầu tư thực tế đấy. Các bạn nhìn thấy không, để mà tính chính xác thì nó phải là hai con số này, bởi vì sao, bởi vì nó bao gồm phí giao dịch, mình đầu tư phải mất phí giao dịch chứ đúng không ạ, thì mình phải tính hết vào tổng số vốn, số vốn của mình phải bao gồm phí giao dịch, chính xác nó như thế này đó. Đây là số tiền mà bạn thực nhận khi mà đầu tư cái trái phiếu này theo cái sản phẩm là dòng tiền định sẵn đấy, giữ 11.7 tháng đó, chính xác là như vậy. Ok, vậy là mình đã vừa tính toán lại và chia sẻ với các bạn cái công thức để tính được cái lãi suất theo cái dòng tiền định sẵn của cái trái phiếu là SGP 202128, để các bạn dễ hình dung và các bạn có niềm tin hơn vào cái việc là Techcom Security họ tính toán như thế nào, có chính xác hay không, để các bạn đầu tư vào cái công thức tính này nó dựa trên những cái giả định như thế nào đó. Hai, vậy là mình đã vừa trình bày cho các bạn xong rất là dễ hiểu về cách tính lãi suất đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Đấy là cái lãi suất thực nhận mà các bạn sẽ được Techcom Security chi trả cho các bạn. Tuy nhiên, lưu ý ở trong cái video này có hai nội dung thôi. Thứ nhất là bạn sẽ phải hiểu được là cách tính lãi suất trái phiếu như thế nào. Nó chính là các giả định thôi. Và thứ hai là gì? Bạn sẽ phải tính lại cái lãi suất thực nhận của mình, lãi suất thực nhận của mình trên cái số tiền đầu tư mà bao gồm phí giao dịch các bạn nhé. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn nha.